mô hết ra nước na ra dạ cha nam mô a di đà bà lý thế tất bà đa dạ tất bà ha án thức đường đô mà nó ra bà đa dạ tất bà án thức đường đô mà nó ra bà đa dạ tất bà án thức đường đô mà nó ra bà đa dạ tất bà Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trong ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 441, Kinh Phật Danh, Quyển 20. Này Xá Lợi Phất, hãy quý mạng, thiện thanh tịnh vô cấu bảo công đức tạp thắng vương Phật. Nam mô Nhân Đà La Tràng Phật, Nam mô Phổ Chiếu Phật, Nam mô Thanh Tịnh Quang Minh Vương Phật, Nam mô Kiên Sắc Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật, Nam mô Phổ Thắng Sơn Công Đức Phật, Nam mô Thiện Trụ Công Đức Ma Ni Sơn Vương Phật, Nam mô Phổ Kiến Vương Phật, Nam mô Kim Cang Thắng Phật, Nam mô Phổ Hiền Phật, Nam mô Phổ Chiếu Phật, Nam mô Bảo Pháp Thắng Quyết Định Phật, Nam mô Vô Lượng Ý Công Đức Vương Phật, Nam mô Địa Tự Tại Vương Phật, Nam mô Ly Trần Công Đức Phật, Nam mô Vô Tận Quang Phật, Nam mô Vô Ý Vương Phật, Nam mô Nan Tri Phật, Nam mô Kim Cang Diệu Phật, Nam mô Vô Cấu Thắng Phật, Nam mô Nguyệt Thắng Phật, Nam mô Nhất Vì Thắng Phật, Nam mô Bàn Đầu Hoa Phật, Nam mô Mang Hương Thắng Phật, Nam mô Đa Ma La Bạc Hương Thắng Phật, Nam mô Nguyệt Tạng Phật, Nam mô Trầm Tụy Hương Phật, Nam mô Thọ Đề Quang Minh Phật, Nam mô Hải Hương Phật, Nam mô Long Tạng Phật, Nam mô Bảo Quang Minh Phật, Nam mô Đại Vân Tạng Phật, Nam mô Trí Đức Phật, Nam mô Kim Cang Tạng Phật, Nam mô Trụ Trì Địa Phật, Nam mô Hư Không Bình Đẳng Phật, Nam mô Thắng Tạng Phật, Nam mô Nhu Ngữ Phật, Nam mô Hữu Đức Phật, Nam mô Sơn Tạng Phật, Nam mô Diệu Cổ Phật, Nam mô Ái Thắng Phật, Nam mô Cổ Tăng Thượng Phật, Nam mô Hoan Hỷ Tạng Phật, Nam mô Nhật Tạng Phật, Nam mô Hành Thắng Phật, Nam mô Bảo Ngữ Phật, Nam mô Trí Tạng Phật, Nam mô Diệu Thanh Phật, Nam mô Tự Tại Thắng Phật, Nam mô Thắng Diệu Thắng Phật, Nam mô Bảo Tràng Phật, Nam mô Tùy Thuận Giới Phật, Nam mô Bảo Thắng Phật, Nam mô Vô Cấu Lưu Ly Phật. Nam mô Mãn Túc Kim Cang Trụ Trì Phật, Nam mô Cam Lộ Tràng Phật, Nam mô Thành Tựu Công Đức Phật, Nam mô Hương Sơn Phật, Nam mô Căn Bản Thắng Tạng Phật, Nam mô Bất Khả Tri Phật, Nam mô Vô Biên Tri Phật, Nam mô Vô Lượng Phật, Nam mô Vô Lượng Tự Tại Phật, Nam mô Đại Quang Minh Phật, Nam mô Đức Tạng Phật, Nam mô Căn Bản Trang Nghiêm Phấn Tấn Phật, Nam mô Hiện Vô Ngưu Phật, Nam mô Bảo Nguyệt Phật, Nam mô Vô Cấu Phật, Nam mô Ly Cấu Phật, Nam mô Dũng Tí Phật, Nam mô Thanh Tịnh Phật, Nam mô Thanh Tịnh Tí Phật, Nam mô Ta Lu Na Phật, Nam mô Tụy Thiên Phật, Nam mô Kiến Đức Phật, Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật, Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật, Nam mô Quang Đức Phật, Nam mô Vô Ưu Đức Phật, Nam mô Na La Diên Phật, Nam mô Công Đức Hoa Phật, Nam mô Liên Hoa Quang Du Hí Tần Thông Phật, Nam mô Tài Công Đức Phật, Nam mô Đức Niệm Phật, Nam mô Thiện Danh Sân Công Đức Phật, Nam mô Hồng Viêm Tràng Vương Phật, Nam mô Thiện Chư Bộ Công Đức Phật, Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật, Nam mô Thiện Du Bộ Phật, Nam mô Châu Táp Trang Nghiêm Công Đức Phật, Nam mô Căn Bản Quang Phật, Nam mô Nhất Thiết Chúng Sinh Kiến Ái Phấn Tấn Trang Nghiêm Vương Phật, Nam mô Nhẫn Vương Phật, Nam mô Ly Nhất Thiết Phiền Não Phật, Nam mô Bảo Sắc Thắng Phật, Nam mô Hương Thắng Vương Phật, Nam mô Ức Tạng Phật, Nam mô Kiến Nhất Thiết Phật, Nam mô Kiến Ái Phật, Nam mô Bất Khả Kiến Phật, Nam mô Cam Lộ Công Đức Sơn Phật, Nam mô Nhất Thiết Úy Sai Biệt Năng Đoạn Nghi Phật, Nam mô Sư Tử Hống Phật, Nam mô Tán Hoa Phật, Nam mô Đại Thắng Phật, Nam mô Vô Ngại Trí Tác Phật, Nam mô Nhất Thiết Tác Lạc Phật, Nam mô Tôn Thắng Phật, Nam mô Các Vương Phật, Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Đạo Tự Tại Vương Phật, Nam mô Tu Di Kiếp Phật, Nam mô Thắng Tu Di Phật, Nam mô Giải Thoát Phật, Nam mô Thế Gian Thanh Phật, Nam mô Kiên Phấn Tấn Phật, Nam mô Kiên Tự Tại Phật, Nam mô Kiên Đàn Thắng Phật, Nam mô Bất Sai Biệt Phật, Nam mô Tức Công Dụng Phật, Nam mô Thiện Tư Duy Phật, Nam mô Năng Đoạn Nhất Thiết Nghiệp Phật,
Nam mô Ly Tượng Phật, Nam mô Bảo Thắng Phật, Nam mô Bảo Luân Phật, Nam mô Đại Bảo Phật, Nam mô Vô Cấu Quang Minh Phật, Nam mô Lạc Tuyết Trang Nghiêm Xuân Phật, Nam mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Xuân Phật, Nam mô Hoa Trang Nghiêm Quang Minh Phật, Nam mô Xuất Thủy Hỏa Phật, Nam mô Vô Ý Quán Phật, Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Lực Phật, Nam mô Bảo Tinh Tấn Nhật Nguyệt Quang Minh Phật, Nam mô Trang Nghiêm Công Đức Trí Thanh Vương Phật, Nam mô Soi Phát Tâm Niệm Đoạn Nhất Thiết Nghi Phiền Não Phật, Nam mô Phá Nhất Thiết Ám Thắng Phật, Nam mô Bảo Viêm Phật, Nam mô Chiên Đàn Hương Phật, Nam mô Đại Bảo Phật Viêm Phật, Nam mô Hoa Tràng Phật, Nam mô Phổ Thắng Đế Sa Phật, Nam mô Mãn Hiền Phật, Nam mô Tối Lực Tinh Tấn Phấn Tấn Phật, Nam mô Hương Thắng Phật, Nam mô Thắng Sân Phật, Nam mô Tịch Cảnh Phật, Nam mô Hoa Thắng Phật, Nam mô Ly Trần Phật, Nam mô Đắc Công Đức Phật, Nam mô Bất Động Phật, Nam mô Chiên Đàn Phật, Nam mô Nhân Đà La Tài Phật, Nam mô Lạc Sơn Phật, Nam mô Năng Hóa Phật, Nam mô Nhân Đà La Tràng Phật, Nam mô Vô Ý Tác Phật, Nam mô Phố Lâu Na Phật, Nam mô Phất Diệu Phật, Nam mô Pháp Thủy Thanh Tịnh Hư Không Giới Vương Phật, Nam mô Phổ Trí Quang Minh Thắng Vương Phật, Nam mô Hương Quang Minh Công Đức Bảo Trang Nghiêm Vương Phật, Nam mô Thanh Tịnh Quang Minh Vô Cấu Nhiên Đăng Phật, Nam mô Phổ Trí Thanh Vương Phật, Nam mô Thiện Quang Hỏa Quang Phật, Nam mô Phổ Hỷ Tốc Thắng Vương Phật, Nam mô Nhất Thiết Tứ Vô Úy Nhiên Đăng Phật, Nam mô Phổ Môn Trí Chiếu Thanh Phật, Nam mô Vô Lượng Công Đức Hải Tạng Quang Minh Phật, Nam mô Pháp Giới Luân Quang Vô Chướng Ngại Công Đức Phật, Nam mô Thanh Tịnh Nhãn Vô Cấu Nhiên Đăng Phật, Nam mô Sư Tử Quang Minh Thắng Quang Phật, Nam mô Quán Quang Minh Trí Thắng Tràng Phật, Nam mô Kim Quang Minh Vô Biên Lực Tinh Tấn Thành Phật, Nam mô Hương Quang Minh Hoan Hỷ Lực Hải Phật, Nam mô Thành Tựu Vương Phật, Nam mô Tự Tại Cao Phật, Nam mô Hoan Hỷ Đại Hải Tốc Hành Phật, Nam mô Sân Tự Tại Quang Phật, Nam mô Quán Sân Trí Phật, Nam mô Trí Thành Tự Hải Vương Tràng Phật, Nam mô Tướng Hiển Văn Thù Nguyệt Phật, Nam mô Nhất Thiết Pháp Hải Thắng Vương Phật, Nam mô Trí Công Đức Pháp Trụ Phật, Nam mô Phạm Tự Tại Thắng Phật, Nam mô Quá Pháp Giới Thắng Thanh Phật, Nam mô Bất Khả Hiềm Lực Phổ Chiếu Quang Minh Tràng Phật, Nam mô Vô Cấu Công Đức Nhật Minh Phật, Nam mô Vô Ngại Trí Phổ Chiếu Quang Minh Phật, Nam mô Vô Lượng Thắng Kê Đâu Xuất Tràng Phật, Nam mô Pháp Giới Hư Không Phổ Biến Quang Minh Phật, Nam mô Phước Đức Tướng Vân Thắng Oai Đức Phật, Nam mô Chiếu Thắng Đảnh Quang Minh Phật, Nam mô Pháp Phong Đại Hải Ý Phật, Nam mô Tướng Pháp Hóa Phổ Quang Minh Phật, Nam mô Thiện Thành Tựu Quyến Thuộc Phổ Chiếu Phật, Nam mô Pháp Tận Tật Tốc Hoan Hỷ Tuệ Phật, Nam mô Vô Cấu Thanh Tịnh Phổ Quang Minh Phật, Nam mô Thanh Tịnh Nhãn Hoa Thắng Phật, Nam mô Thiện Trí Lực Thành Tựu Phật, Nam mô Hư Không Thanh Tịnh Minh Nguyệt Phật, Nam mô Nhiên Kim Sắc Tu Di Đăng Phật, Nam mô Trí Thắng Bảo Pháp Quang Minh Phật, Nam mô Nhiên Bảo Đăng Phật, Nam mô Phổ Quang Minh Cao Sơn Phật, Nam mô Đại Thắng Phật, Nam mô Ba Đầu Ma Phấn Thắng Phật, Nam mô Thiện Thiên Chiếu Phật, Nam mô Vô Tận Công Đức Phật, Nam mô Hoa Oai Đức Phật, Nam mô Cam Lộ Lực Phật, Nam mô Thanh Biên Phật, Nam mô Diệu Pháp Thắng Oai Đức Thành Tựu Phật, Nam mô Phổ Quang Minh Thành Hư Không Chiếu Phật, Nam mô Phổ Môn Kiến Thắng Quang Phật, Nam mô Phổ Biên Công Đức Chiếu Phật, Nam mô Phổ Quang Công Đức Nhiên Đăng Cảnh Tượng Phật, Nam mô Hỷ Lạc Hiện Hoa Hỏa Phật, Nam mô Bảo Tu Di Nhiên Đăng Vương Phật, Nam mô Thiện Hóa Pháp Giới Kim Quang Minh Điện Thanh Phật, Nam mô Khả Hằng Phục Lực Nguyện Phật, Nam mô Hư Không Thành Tuệ Hống Thanh Phật, Nam mô Thập Phương Quảng Biến Xuân Trí Nhiên Đăng Phật, Nam mô Sư Tử Quang Minh Mãn Túc Công Đức Phật, Nam mô Trí Phù Hoa Khai Minh Phật, Quang Minh Phật, Nam mô Trí Phù Hoa Quang Minh Phật, Nam mô Phổ Nhãn Mãn Túc Pháp Giới Cơ Đâu Tràng Phật, Nam mô Thắng Tuệ Tiền Đạo Sư Phật, Nam mô Phổ Quang Minh Tát Phật, Nam mô Nguyệt Tràng Phật, Nam mô Đông Phương Thiện Hộ Tứ Thiên Hạ Sinh Kim Cang Lương Như Lai Vi Thượng Thủ, Nam mô Nam Phương Năng Thắng Tứ Thiên Hạ Nhân Đà La Như Lai Vi Thượng Thủ,
Nam mô Tây Phương Thân Ý Tứ Thiên Hạ Bà Lâu Na Như Lai Vi Thượng Thủ. Nam mô Bắc Phương Sư Tử Ý Tứ Thiên Hạ Maha Mâu Ni Như Lai Vi Thượng Thủ. Nam mô Đông Nam Phương Diệu Lạc Tứ Thiên Hạ Tỳ Sa Môn Như Lai Vi Thượng Thủ. Nam mô Tây Nam Phương Kiên Cố Tứ Thiên Hạ Bất Động Như Lai Vi Thượng Thủ. Nam mô Tây Bắc Phương Tiện Địa Tứ Thiên Hạ Phổ Môn Như Lai Vi Thượng Thủ. Nam mô Đông Bắc Phương Tiện Trạch Tứ Thiên Hạ Hàng Phục Chư Ma Như Lai Vi Thượng Thủ. Nam mô Thượng Phương Diệu Tứ Thiên Hạ Đắc Trí Tuệ Ý Như Lai Vi Thượng Thủ. Nam mô Hạ Phương Viêm Quang Tứ Thiên Hạ Thiện Tập Như Lai Vi Thượng Thủ. Nam mô Lô Xá Na Thắng Oai Đức Vương Phật. Nam mô Phổ Quang Minh Thắng Tạng Vương Phật. Nam mô Pháp Giới Phật. Nam mô Trí Đăng Phật. Nam mô Pháp Giới Hư Không Trí Tràng Chiếu Phật. Nam mô A Di Lạc Ba Nhãn Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Pháp Nguyệt Phổ Tứ Quang Vương Phật. Nam mô Phổ Chiếu Thắng Di Lưu Vương Phật. Nam mô Vô Chướng Hư Không Trí Cơ Đầu Tràng Vương Phật. Nam mô Phổ Luân Đáo Thanh Phật. Nam mô Vô Lượng Tinh Tú Tự Tại Vương Phật. Nam mô Phổ Biến Hương Phật. Nam mô Di Lưu Nhiên Đăng Vương Phật. Nam mô Hương Tỳ Đầu La Phật. Nam mô Chiên Đàn Cơ Đầu Phật. Nam mô A Na La Nhãn Cảnh Giới Phật. Nam mô Nhất Thiết Phật Bảo Thắng Vương Phật. Nam mô Vô Biên Thế Gian Trí Luân Cơ Đầu Phật. Nam mô A Tăng Già Trí Cơ Đầu Phật. Nam mô Bất Khả Tư Lượng Mạng Phật. Nam mô Bất Khả Dụng Phật. Nam mô Sư Tử Phật. Nam mô Nguyệt Trí Phật. Nam mô Đại Chiếu Phật. Nam mô Nhật Đăng Phật. Nam mô Phật Khẩu Phật. Nam mô Thắng Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Tạng Phật. Nam mô Lô Xá Na Phật. Nam mô Phổ Nhãn Phật. Nam mô Phạm Mạng Phật. Nam mô Ba Tẩu Thiên Phật. Nam mô Phổ Biên Quang Minh Bình Đẳng Pháp Giới Trang Nghiêm Vương Phật. Nam mô Lực Quang Minh Phật. Nam mô Cao Hành Phật. Nam mô Chư Đàn Vi Phật. Nam mô Kim Sắc Ý Phật. Nam mô Diệu Ẩm Phật. Nam mô Cao Thích Phật. Nam mô Tối Thắng Phật. Nam mô Cao Kiến Phật. Nam mô Cát Sa Phật. Nam mô Phất Sa Phật. Nam mô Cao Sơn Phật. Nam mô Diệu Ba Đồng Ba Phật. Nam mô Phổ Công Đức Phật. Nam mô Tát Đăng Phật. Nam mô Thiện Mục Phật. Nam mô Công Đức Tràng Phật. Nam mô Nhất Thiết Pháp Phật Hống Vương Phật. Nam mô Sơn Tràng Thân Nhãn Thắng Phật. Nam mô Bảo Thắng Nhiên Đăng Công Đức Tràng Phật. Nam mô Phổ Trí Bảo Viêm Thắng Công Đức Phật. Nam mô Nhân Đà La Tràng Thắng Cơ Đầu Phật. Nam mô Thắng Luân Phật. Nam mô Đại Bi Vấn Tràng Phật. Nam mô Kim Cang Na La Diên Cơ Đầu Phật. Nam mô Vô Chướng Ngại Thắng An Ẩn Mãn Túc Phật. Nam mô Hỏa Viêm Sơn Thắng Trang Nghiêm Phật. Nam mô Nhất Thiết Pháp Hải Thắng Vương Phật. Nam mô Bảo Kế Viêm Mãn Túc Như Đăng Phật. Nam mô Tâm Pháp Hải Quang Phật. Nam mô Tập Ức Quốc Độ Vi Trần Số Đồng Danh Kim Cang Tạng Phật. Nam mô Tập Ức Quốc Độ Vi Trần Số Đồng Danh Kim Cang Cơ Đầu Phật. Nam mô Tập Bách Thiên Quốc Độ Vi Trần Số Đồng Danh Kim Cang Tràng Phật. Nam mô Tập Bách Thiên Quốc Độ Vi Trần Số Đồng Danh Thiện Pháp Phật. Nam mô Tập Bách Thiên Quốc Độ Vi Trần Số Đồng Danh Sân Tâm Phật. Nam mô Nhất Phật Quốc Độ Vi Trần Số Đồng Danh Phổ Công Đức Phật. Nam mô Bất Khả Thuyết Quốc Độ Vi Trần Số Đồng Danh Bất Khả Thắng Phật. Nam mô Bất Khả Thuyết Phật Quốc Độ Vi Trần Số Đồng Danh Tỳ Ba Thi Phật. Nam mô Thập Phật Quốc Độ Vi Trần Số Đồng Danh Phổ Tràng Phật. Nam mô Bát Thập Ức Phật Quốc Độ Vi Trần Số Bất Khả Số Bách Thiên Vạn Ức Na Do Tha Đồng Danh Phổ Hiền Phật. Nam mô Nhất Phật Quốc Độ Vi Trần Số Đồng Danh Giác Thắng Phật. Nam mô Thập Phật Quốc Độ Vi Trần Số Bách Thiên Vạn Ức Na Do Na Na Do Tha Bất Khả Thuyết Đồng Danh Phổ Sân Tự Tại Phật. Nam mô Hiền Thắng Phật. Nam mô Công Đức Hải Quang Minh Thắng Chiếu Tạng Phật. Nam mô Pháp Giới Hư Không Mãn Túc Bất Thoái Phật. Nam mô Pháp Giới Hống Phật. Nam mô Bất Thoái Chuyển Pháp Giới Thanh Phật. Nam mô Pháp Thọ Sơn Oai Đức Phật. Nam mô Nhất Thiết Pháp Kiên Cố Hống Vương Phật. Nam mô Bảo Quang Nhiên Đăng Tràng Vương Phật. Nam mô Công Đức Sơn Quang Minh Oai Đức Vương Phật. Nam mô Pháp Vân Hống Vương Phật. Nam mô Trí Cự Vương Phật. Nam mô Pháp Điện Tràng Vương Thắng Phật. Nam mô Pháp Đăng Trí Sư Tử Lực Sơn Oai Đức Vương Phật. Nam mô Nhất Thiết Pháp Ấn Hống Oai Đức Vương Phật.
Nam mô Vô Cấu Pháp Sơn Oai Đức Đăng Phật. Nam mô Pháp Quang Minh Thắng Vân Phật. Nam mô Pháp Luân Quang Minh Đảnh Phật. Nam mô Pháp Hải Thuyết Thanh Vương Phật. Nam mô Pháp Nhật Trí Luân Diên Đăng Phật. Nam mô Pháp Hoa Cao Tràng Vân Phật. Nam mô Pháp Viêm Sơn Ca Đâu Vương Phật. Nam mô Pháp Hạnh Thâm Thắng Nguyệt Phật. Nam mô Pháp Trí Phổ Quang Minh Tạng Phật. Nam mô Thượng Trí Tác Hóa Phật. Nam mô Sơn Vương Thắng Tạng Vương Phật. Nam mô Phổ Hiền Di Lô Pháp Tật Tinh Tấn Tràng Phật. Nam mô Nhất Thiết Pháp Bảo Câu Tô Thắng Vân Phật. Nam mô Tịch Tịnh Quang Minh Thân Kế Phật. Nam mô Pháp Quang Minh Từ Cảnh Tượng Nguyệt Phật. Nam mô Viêm Thắng Hải Phật. Nam mô Trí Nhật Phổ Chiếu Phật. Nam mô Phổ Luân Phật. Nam mô Trí Chiếu Đảnh Vương Phật. Nam mô Trí Sơn Pháp Giới Thập Phương Quang Minh Oai Đức Vương Phật. Nam mô Công Đức Quang Cầu Tô Mẹ Đăng Phật. Nam mô Trí Cự Thương Ca Đâu Tràng Vương Phật. Nam mô Nhật Chiếu Quang Minh Vương Phật. Nam mô Tướng Sơn Phật. Nam mô Trang Nghiêm Sơn Phật. Nam mô Nhật Bộ Phổ Chiếu Phật. Nam mô Pháp Vương Võng Thắng Công Đức Phật. Nam mô Tứ Vô Úy Kim Cang Na La Diên Sư Tử Phật. Nam mô Phổ Trí Tràng Dụng Mãnh Phật. Nam mô Pháp Ba Đầu Ma Phu Thân Phật. Nam mô Công Đức Câu Tô Ma Thân Trọng Đảm Phật. Nam mô Đạo Tràng Giác Thắng Nguyệt Phật. Nam mô Nhiên Đăng Pháp Cự Thắng Nguyệt Phật. Nam mô Phổ Hiền Quang Minh Đảnh Phật. Nam mô Pháp Tràng Đăng Kim Cang Kiên Tràng Phật. Nam mô Sơn Sơn Thắng Vân Phật. Nam mô Chiên Đàn Thắng Nguyệt Phật. Nam mô Phổ Thắng Câu Tô Ma Oai Đức Bồ Đề Phật. Nam mô Chiếu Nhất Thiết Vương Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Tạng Phật. Nam mô Hương Viêm Chiếu Vương Phật. Nam mô Nhân Ba Đầu Ma Phật. Nam mô Tướng Sơn Chiếu Phật. Nam mô Phổ Xuân Công Đức Vương Phật. Nam mô Phổ Môn Quang Minh Tu Di Sơn Phật. Nam mô Pháp Thành Quang Minh Thắng Công Đức Sơn Oai Đức Vương Phật. Nam mô Thắng Tướng Phật. Nam mô Pháp Lực Dụng Mãnh Tràng Phật. Nam mô Chuyển Pháp Luân Quang Minh Hống Thanh Phật. Nam mô Quang Minh Công Đức Sơn Trí Tuệ Vương Phật. Nam mô Chuyển Pháp Luân Nguyệt Tánh Ba Đầu Ma Chiếu Phật. Nam mô Phật Tràng Tự Tại Công Đức Bất Khả Thắng Tràng Phật. Nam mô Bảo Ba Đầu Ma Quang Minh Tạng Phật. Nam mô Quang Minh Phong Vân Đăng Phật. Nam mô Phổ Giác Câu Tô Ma Phật. Nam mô Chủng Chủng Quang Minh Thắng Sơn Tạng Phật. Nam mô Quang Minh Luân Phong Vương Phật. Nam mô Công Đức Vân Cái Phật. Nam mô Pháp Phong Vân Tràng Phật. Nam mô Pháp Nhật Vân Đăng Vương Phật. Nam mô Công Đức Sơn Oai Đức Phật. Nam mô Pháp Vân Thập Phương Sơn Vương Phật. Nam mô Pháp Luân Cái Vân Phật. Nam mô Giác Trí Tràng Phật. Nam mô Trí Oai Đức Phật. Nam mô Pháp Luân Thanh Tịnh Thắng Nguyệt Phật. Nam mô Kim Sơn Oai Đức Hiền Phật. Nam mô Hiền Thắng Sơn Oai Đức Phật. Nam mô Phổ Tuệ Vân Thanh Phật. Nam mô Pháp Lực Thắng Sơn Phật. Nam mô Hương Viêm Thắng Vương Phật. Nam mô Dạ Na Ca Mani Sơn Oai Đức Phật. Tiếp theo, đảnh lễ 12 Bộ Loại Tôn Kinh Đại Tạng Pháp Luân và kính lễ các Đại Bồ Tát trong 10 phương. Nam mô Nhi Độc Bộ Bồ Tát. Nam mô Oai Thần Thắng Bồ Tát. Nam mô Đại Bộ Giới Bồ Tát. Nam mô Dị Sơn Hộ Bồ Tát. Nam mô Tương Tam Thế Bồ Tát. Nam mô Hữu Công Huân Bồ Tát. Nam mô Tuyên Danh Sơn Bồ Tát. Nam mô Nhật Quang Minh Bồ Tát. Nam mô Sư Tử Anh Bồ Tát. Nam mô Thời Tiết Vương Bồ Tát. Nam mô Sư Tử Tạng Bồ Tát. Nam mô Thi Hiện Hữu Bồ Tát. Nam mô Quang Viễn Chiếu Bồ Tát. Nam mô Sơn Sư Tử Bồ Tát. Nam mô Hữu Thủ Thí Bồ Tát. Nam mô Mạc Năng Thắng Bồ Tát. Nam mô Vi Tối Tràng Bồ Tát. Nam mô Hỷ Duyệt Sơn Bồ Tát. Nam mô Kiên Tinh Tấn Bồ Tát. Nam mô Vô Tổn Diệt Bồ Tát. Nam mô Hữu Danh Sơn Bồ Tát. Nam mô Vô Khổng Bố Bồ Tát. Nam mô Vô Trước Thiên Bồ Tát. Nam mô Huệ Minh Đăng Bồ Tát. Nam mô Thế Quang Minh Bồ Tát. Nam mô Vi Diệu Âm Bồ Tát. Nam mô Chấp Công Huân Bồ Tát. Nam mô Trừ Ám Minh Bồ Tát. Nam mô Vô Đẳng Luân Bồ Tát. Nam mô Hỷ Vương Bồ Tát. Nam mô Trí Tuệ Chiếu Minh Tạng Bồ Tát. Nam mô Chiên Đàn Đức Tạng Bồ Tát.
Nam mô Phước Đức Tạng Bồ Tát. Nam mô Vô Ngại Thanh Tịnh Trí Đức Tạng Bồ Tát. Nam mô Na La Diên Đức Tạng Bồ Tát. Nam mô Phổ Trí Quang Minh Tuệ Năng Bồ Tát. Nam mô Vô Lượng Hoa Chiếu Thùy Kế Bồ Tát. Nam mô Vô Tận Thanh Tịnh Quang Minh Vương Bồ Tát. Nam mô Quang Chiếu Phân Biệt Pháp Giới Bồ Tát. Nam mô Vô Chướng Ngại Lực Tinh Tấn Tuệ Bồ Tát. Quý mạng vô lượng vô biên các đại Bồ Tát trong thế giới khắp mười phương như thế. Kính lễ Thanh Văn, Duyên Giác và tất cả hiền thánh. Kính lễ Tam Bảo xong, tiếp theo sám hối. Trước đây chúng con đã sám hối chung tất cả nghiệp, nay lại xin theo tuần tự sám hối riêng từng tội. Những tội ấy, hoặc chung hoặc riêng, hoặc lớn, hoặc nhỏ, hoặc nhẹ, hoặc nặng, hoặc nói ra hoặc không nói ra. Các tội lỗi ấy đều theo lời nguyện của con được tiêu diệt. Sám hối từng tội riêng, trước hết sám hối ba nghiệp về thân, sau đó sám hối bốn nghiệp về miệng. Ngoài ra các tội nghiệp khác lần lượt xin cúi đầu sám hối tất cả ba nghiệp về thân. Thứ nhất là nghiệp giết hại. Như trong kinh đã nói rõ, hãy đem sự tha thứ cho mình làm ví dụ, không nên giết hại, không nên đánh đập. Tuy lời cầm thú có khác nhưng biết bảo tồn thân bạn sợ chết như nhau. Nếu xét kỹ thì những chúng sinh này từ vô thủy đến nay hoặc đã từng là cha mẹ, anh em hoặc bà con quyến thuộc của ta, nhưng do nhân duyên nghiệp chướng nên phải luân chuyển mãi trong sáu đường, vào sinh ra tử, thay hình đổi tướng, không còn nhận biết được nhau. Nay chúng ta giết hại để lấy thịt ăn thì rất thương tổn đến hạt giống từ bi. Vì thế Đức Phật nói, như ăn đồ ăn khác, còn tưởng như ở trong đời đói khát ăn thịt con, huống chi là ăn cá thịt. Đức Phật lại dạy, vì lợi mà giết hại chúng sinh, dùng tiền mua thịt cá, hai việc ấy đều là nghiệp ác. Sau khi chết bị đọa vào địa ngục khiếu hóa, vì thế nên biết giết hại loài vật và lấy thịt là tội nặng như sông biển, nặng như gò núi. Nhưng từ xưa đến nay chúng con vì chưa gặp được bạn lành nên mới tạo nghiệp này, cho nên trong kinh dạy tội giết hại sẽ đưa chúng sinh rơi vào địa ngục ngạ quỷ, súc sinh chịu khổ. Nếu ở trong loài súc sinh phải làm thân hổ báo, chó sói, diều hâu, chim ưng, hoặc làm thân rắn độc hổ mang, thường ôm lòng độc ác, hoặc thọ thân hươu nai gấu luôn sợ hãi. Nếu được làm thân người thì mắc phải hai thứ quả báo, một là nhiều bệnh, hai là chết yểu. Sự giết hại loài vật ăn thịt đã gây biết bao nhiêu nghiệp ác. Như vậy, ngày nay chúng con chí thành hướng về quy y Phật. Nam mô Đông Phương Pháp Hoa Trí Phật, Nam mô Nam Phương Pháp Tối Phật, Nam mô Tây Phương Duy Vệ Trang Nghiêm Phật, Nam mô Bắc Phương Trí Tự Tại Sơn Phật, Nam mô Đông Nam Phương Vũ Âm Tự Tại Pháp Phật, Nam mô Tây Nam Phương Lưu Bố Lực Vương Phật, Nam mô Tây Bắc Phương Sơ Phát Ý Phật, Nam mô Đông Bắc Phương Danh Lưu Thập Phương Phật, Nam mô Hạ Phương Phụng Pháp Phật, Nam mô Thượng Phương Nguyệt Anh Phong Phật. Quy mạng tất cả Tam Bảo tận cùng hư không thế giới trong mười phương. Từ vô thủy đến nay, trong tâm thức của chúng con luôn chứa đựng điều độc ác, không có lòng thương yêu, hoặc vì tham khởi lên sự giết hại, hoặc vì giận dữ si mê khinh mạng khởi lên sự giết hại, hoặc phát khởi tâm ác, dùng phương tiện bảo người giết, khen ngợi việc giết, hại, thê giết, nguyền giết, cho đến dùng chú thuật giết, hoặc phá vỡ ao hồ, thiêu đốt núi rừng đồng ruộng, bắt chim bắt cá hoặc nhân khi lửa, hoặc thả chim sắt, chó săn làm tổn thương tất cả mọi loài. Những tội như thế ngày nay chúng con đều xin sám hối. Hoặc dùng cạm bẫy, hầm hố, lưỡi câu, dao, cung, nỏ bắn giết những loài chim bay, thú chạy, hoặc dùng lưới giăng thả câu bắt những loài sống dưới nước làm cho tất cả sống dưới nước như cá, ba ba, trạch, giọp, ốc, tôm, hến, những loài sống nơi ẩm ướt, dù ở dưới nước hay trên không, chẳng còn chỗ nào để trốn núp. Hoặc nuôi các loại súc vật, gà, heo, trâu, dê, chó, ngỗng, vịt,
để tự mình giết ăn, hoặc bảo người khác giết, để rồi tiếng kêu thương chưa dứt mà lông cánh đã rơi rụng, mai vẫy tan nát, đầu một nơi thân một ngã, xương thịt tiêu tan, lột xé cắt mổ, mổ cắt đốt thui nấu nướng đau đớn chua xót biết dường nào. Ỷ vào sức mạnh giết hại loài vô tội ăn thịt, chỉ sung sướng một lúc, miệng được nếm chút vị ngon, không quá ba tấc lưỡi mà phải đón nhận quả báo muôn kiếp. Những tội như thế ngày nay chúng con xin quy mạng sám hối. Lại từ vô thủy đến nay, hoặc khởi binh đao đánh nhau, giao tranh ở chiến trường, hai bên đối mặt giết hại lẫn nhau, hoặc tự mình giết, hoặc bảo người khác giết, hoặc nghe ai giết sinh tâm vui mừng, hoặc làm nghề đồ tể chém giết súc vật, xẻ nấu thân mạng loài vật, gây nhiều việc bất nhẫn, hoặc tức giận khua mát múa dao, hoặc chém hoặc đâm hoặc xô xuống hầm hố, hoặc nhận chìm dưới nước, hoặc lấp hang phá ổ, hoặc dùng đất đá ngăn chặn, hoặc dùng xe ngựa lăn cán chà đạp tất cả chúng sinh. Những tội như thế là vô lượng vô biên. Ngày nay chúng con giải bày quy mạng sám hối. Lại từ vô thủy đến nay, hoặc dẫn nước vào ruộng, hoặc làm sảy thai chết con, phá tổ đập trứng, dùng trùng độc, thuốc độc giết chúng sinh, hoặc khai khẩn đất đai làm ruộng, vườn trồng trọt, tưới tẩm đồng cao, nuôi tầm luộc kén, nuôi mèo bắt chuột giết hại thương tổn rất nhiều, hoặc đuổi đập ruồi mũi giết hại chí rận, ruồi trâu bỏ chét, hoặc đốt rác dơ bẩn, khai đào mương rãnh giết hại loài vật, hoặc vì ăn trái cây dùng tóc gạo hoặc nước hoặc rau dưa mà giết hại chúng sinh, hoặc đốt đèn, đốt củi khô, đốt đốt ngoài trời, thiêu chết các loài côn trùng, hoặc lấy tương giấm không nhìn, không khuấy động trên mặt, không đổ, hoặc đổ nước sôi làm chết sâu kiến. Như thế cho đến trong bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, cũng thường giết hại những chúng sinh nhỏ bé bay trên không hoặc ở dưới đất. Chúng sinh vì phàm phu, tâm thức đen tối, không hay biết mới phạm. Ngày nay chúng con phát lồ quy mạng sám hối. Lại từ xưa đến nay, chúng con hoặc dùng roi, gậy, gông, xiềng, hoặc dùng kìm kẹp tra khảo, đánh đập chèn ép, dùng dây trói buộc giam cầm, cấm tuyệt cơm nước, dùng những phương tiện độc ác như vậy để làm khổ chúng sinh. Ngày nay chúng con chỉ thành hướng về mười phương chư Phật tôn pháp tánh chúng, cầu xin sám hối. Nguyện nhờ công đức sám hối những tội lỗi giết hại ấy, chúng con đời đời kiếp kiếp được thân kim cang, sống lâu vô cùng, xa lìa oán thù, không còn nghĩ đến việc giết hại. Đối với chúng sinh coi như con một, nếu thấy ai bị tai nạn nguy cấp, thì tùy theo phương tiện cứu giúp họ được khỏi, không tiếc thân mạng, rồi mới đem chánh pháp nhiệm màu ra hướng dẫn. Khi chúng sinh thấy hình bóng, đều được an vui, nghe tên, nghe tiếng, liền hết sợ hãi. Kinh Đại Thừa Liên Hoa Bảo Đạt Văn Đáp Bảo Ứng Sa Môn. Bảo Đạt là đi vào địa ngục tên là Sẽ Thân. Vì sao gọi là địa ngục Sẽ Thân? Vì địa ngục ấy có chu vi 30 do tuần, xung quanh là thành sắt, phía trên có lưới sắt che phủ. Ở giữa có ngọn lửa dữ hừng hực và có những quả cầu gai bằng sắt rơi khắp mặt đất. Lại có cây giáo bay đến đâm tội nhân, có móc sắt rất lớn treo tội nhân để phân thay các chi tiết trên thân. Bây giờ ở trong cửa phía đông có vô số tội nhân từ xa trông thấy cảnh ấy đau đớn, khóc lóc kêu gào, ngã lăn xuống đất, nói: Tôi mắc phải tội gì mà ở trong này? Ngục tốt giả xoa cầm búa lớn nhầm trên đầu nạn nhân, bổ xuống. Lại dùng dây sắt trói thân tội nhân để ngọn lửa dữ thiêu đốt. Cây kiếm bay đâm loạn xạ. Khi ấy tội nhân từng bước lảo đảo đi đến dưới múc sắt. Ngục tốt giả xoa đánh đập tội nhân, dùng cưa sắt cưa thân thể ra từng đoạn, máu chảy đầy đất đau đớn vô cùng.
lại có dê, trâu, lừa, ngựa, côn trùng, chim chóc, các súc sinh, tạp loài, đến uống máu và ăn thịt tội nhân. Nhân đó, các súc sinh đều theo tội nhân xé nát thân thể cả đến xương thịt. Lúc này tội nhân không có lời gì để đáp lại. Những chúng sinh cắn xé tội nhân, khiến họ đau đớn, khổ sở, không thể chịu được. Tội nhân kêu gào, miệng mặt chảy máu, tiếng khóc nghẹn ngào, bi thảm vang khắp cả trời đất. Những khổ đau như thế, một ngày một đêm chịu vô lượng hình phạt, ngàn vạn lần chết đi sống lại, trải qua ngàn vạn kiếp không có thời gian ra khỏi. Nếu sau này được ra khỏi thì bị đọa vào loài súc sinh, trăm ngàn ức kiếp sống đều bị những oan gia làm thức ăn. Bồ Tát Bảo Đạt hỏi, những sa môn này tạo nghiệp gì mà ngày nay phải chịu các khổ đau như thế này? La Sát đáp, các tội nhân này đã thọ giới cấm của Phật, nhưng không cầu pháp phi diệu chánh chân vô thượng. Chỉ thấy cảnh trước mắt, tin theo lời tà kiến, kiêu ngạo, giả dối, phóng tâm, hư hoại, ác độc, không có tâm từ bi, giết hại chúng sinh, các đức hạt giống Phật. Do nhân duyên đó mà nhận hình phạt như thế này. Sau khi được làm thân người, trăm đời ngàn đời các căn khiếm khuyết, đuôi điếc câm ngọng, tay chân không toàn vẹn, thân bị nhiều bệnh mụn nhọt, máu mủ thường chảy ra, do giết hại sinh mạng nên phải nhận quả báo xấu. Bảo Đạt nghe vậy rồi khóc lóc, đau buồn, ra đi. Kinh Phật danh quyển thứ 20 hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có đem hết lòng thành kính đảnh lễ tất cả các chư Phật ở trong mười phương vô tận vô biên thế giới. Có xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ tất cả chư Phật trong kinh Phật danh. Con nguyện xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ tất cả chư Phật Thế Tôn mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã biết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Kinh Phật Danh.